Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại những video tiếp theo của em Dương Bồ Kết. Trong video này thì chúng ta sẽ làm rõ lợi ích của việc trồng cây bồ kết ghép và những thách thức khi trồng cây bồ kết gieo từ hạt. Cây bồ kết ghép đang là sự lựa chọn tối ưu cho người nông dân với nhiều ưu điểm vượt trội so với phương pháp gieo hạt truyền thống. Tỷ lệ ra quả gần như tuyệt đối và cái việc không có gai thì giúp cho cây bồ kết ghép trở thành một giải pháp hoàn hảo để phát triển kinh tế nông nghiệp. Trong khi đó thì phương pháp trồng cây bồ kết gieo hạt gặp phải nhiều thách thức như tỷ lệ cây đực cao không có quả và thời gian chăm sóc kéo dài mà không mang lại hiệu quả như mong đợi. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về hai phương pháp này và đưa ra một sự lựa chọn thông minh cho tương lai nông nghiệp của bạn. Cây bồ kết từ lâu đã là một cây trồng quen thuộc với người dân Việt Nam, không chỉ mang lại giá trị về mặt kinh tế. Bồ kết còn có tác dụng trong việc chăm sóc tóc, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất sản phẩm thiên nhiên. Nhưng ít ai biết đến và ít ai để ý rằng phát hiện để phát triển kinh tế với những cây bồ kết thì việc chọn giống rất phù hợp, trồng cây phù hợp là một yếu tố quyết định. Với thị trường xuất khẩu ngày càng mở rộng thì nhu cầu về quả bồ kết sạch và có chất lượng cao đang tăng mạnh. Tuy nhiên để đáp ứng được nhu cầu này thì việc sử dụng cây bồ kết truyền thống lại đang gặp rất nhiều khó khăn. Cây bồ kết gieo hạt đã tồn tại từ lâu trong ngành nông nghiệp, nhưng việc cây bồ kết gieo từ hạt lại chứa đựng nhiều thách thức, đặc biệt là với những người nông dân đang tìm cách nâng cao cái năng suất và lợi nhuận. Một trong những vấn đề lớn nhất ở đây là khi trồng cây bồ kết gieo từ hạt, cây bồ kết thực sinh thì tỷ lệ cây đực rất cao, lên đến trên 70% cây đực không cho quả, dẫn đến năng suất thấp và mất nhiều thời gian công sức cho việc chăm sóc và thu về cái hiệu quả kinh tế thì quá kém. Ngoài ra thì cây bồ kết gieo hạt còn có gai và điều này khiến cho quá trình chăm sóc và thu hoạch trở nên nguy hiểm và tốn công sức hơn. Vấn đề khắc phục ở những cái nhược điểm của cây bồ kết gieo hạt thì cây bồ kết ghép đã được phát triển với nhiều ưu điểm vượt trội. Đầu tiên và rất quan trọng đấy là cây giống bồ kết ghép không hề có gai, giúp cho quá trình chăm sóc và thu hoạch trở nên an toàn hơn. Như cây bồ kết ghép là nó không có một cái gai nào các bạn nhé. Bên cạnh đó thì cây bồ kết ghép có tỷ lệ ra quả là tuyệt đối, không giống như là cây bồ kết gieo hạt với tỷ lệ cây đực cao. Cây bồ kết ghép được phát triển để đảm bảo gần như tất cả các cây đều ra quả, mang lại năng suất cao và ổn định. Nhờ vào những cái ưu điểm vượt trội như không có gai và tỷ lệ ra quả cao thì cây bồ kết ghép đang mang lại cái nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân. Với nhu cầu tiêu thụ quả bồ kết ngày càng lớn, đặc biệt là trên thị trường xuất khẩu, việc trồng cây bồ kết ghép không chỉ giúp tăng năng suất mà còn đảm bảo đầu ra ổn định cho người nông dân. Ngoài ra thì quả bồ kết còn được ứng dụng rộng rãi trong ngành dược phẩm và làm đẹp. Điều này làm tăng giá trị của sản phẩm và tạo ra nhiều cơ hội cho người nông dân khi tham gia vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc đầu tư vào cây bồ kết ghép không chỉ giúp giải quyết thách thức của cây bồ kết gieo hạt mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bền vững với chi phí thấp và hiệu quả cao. Cây bồ kết ghép là một sự lựa chọn đầu tư thông minh cho những ai muốn gia tăng thu nhập từ nông nghiệp. Không chỉ dừng lại ở việc là nâng cao năng suất, cây bồ kết ghép còn giúp tiết kiệm thời gian và công sức, giảm thiểu rủi ro, không có cây đực, không cho quả. Đối với người nông dân thì việc chọn cây giống bồ kết là bước đi chiến lược giúp tối ưu hóa lợi nhuận và phát triển bền vững. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp đột phá cho nông nghiệp và mong muốn đạt được lợi nhuận cao thì cây giống bồ kết ghép chính là sự lựa chọn hoàn hảo, không có gai, tỷ lệ ra quả tuyệt đối và dễ dàng chăm sóc. Cây bồ kết ghép sẽ giúp bạn đảm bảo tương lai kinh tế của gia đình. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và cách thức mua cây giống bồ kết ghép và những lợi ích mà chúng tôi mang lại. Đầu tư thông minh cho tương lai bền vững, hãy cùng phát triển nông nghiệp xanh với cây bồ kết. Đừng bỏ qua cơ hội tuyệt vời này để đầu tư vào cây giống bồ kết ghép, tận dụng lợi ích từ quả bồ kết. Chúng tôi cam kết cung cấp cây giống bồ kết chất lượng và hỗ trợ các bạn trong suốt quá trình trồng và chăm sóc cây. Rất hy vọng trong tương lai gần có thể kết hợp thu mua toàn bộ số lượng quả bồ kết của quý bà con để phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu quốc tế. Nếu bạn có quả bồ kết thì cũng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được báo giá tốt nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên góc phải màn hình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video hôm nay. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy chia sẻ tới nhiều người khác để mọi người cùng biết đến giá trị kinh tế của bồ kết. Và đừng quên ấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Bạn hãy để lại câu hỏi hoặc ý kiến của bạn dưới phần bình luận của video này. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm nhất có thể. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào, kính chào.